Hello anh em, hàng luxury mới về này, Under Armour này, vừa mới bóc kiện này, Nike này. Đây là con Lacoste. Nhiều lắm. Lacoste này. Adidas tè mới luôn nhá. Zara thì cũng bình thường. Có cả áo của Levi này. Nike, Adidas. Zara. Mấy con này thì bình thường, Kappa, Lacoste, Nike, Adidas tiên này, Adidas tem xanh. Vừa bóc kiện chiều nay, Burberry này, Lining, Adidas, có cả Gucci, Ralph Lauren, Adidas, Lacoste, bắp này, con bắp này đẹp không? Bắp này tem kia là thứ đẹp lắm. Lacoste Sportif. À nhầm, Lacoste Sport, Lacoste Chami, MLB, Giordano thì cũng bình thường. Tommy hôm nay cũng mở ra được vài con. Các bạn mới là xong ạ. Tommy tiếp. Ralph Lauren, Adidas trắng đen, Puma này, đấy được. Nike, Dior luôn. Gap, hôm nay mới mở, Adidas này. Lacoste, áo MU này, áo MU này là áo của Team View. Có mấy con Lacoste này cũng khá đấy. Ralph Lauren, Tommy này, Lacoste nguyên cả tác luôn. Lacoste Chami à, size 4, tay Adidas này. Đấy, đây là áo cổ tròn nhá. Adidas, Cham, Adidas. Anni, Adidas, Adidas cotton. Cái hàng mới về thì bọn em sẽ đặt đây, con này chưa là nó Dicky này. Nike, áo bóng rổ, đây cả cây Valencia này. Cả một bộ luôn nhá, cả áo cả quần. Bộ này không ai lấy em sẽ để mặc. Nike, Adidas. Mấy cái Adidas này toàn tem mới đấy, tem của mấy năm trở lại đây. Anh em nhìn thấy gì không? Gucci, Nike, Ralph Lauren. Gì đây? Adidas, Levi, Kappa, sơ mi nhá, sơ mi hôm nay có mở một kiện, Gap này, Zara. Em sẽ qua nhanh đi nhé, Burberry, kiểu demo chứ, Uniqlo, Zara, khoác bò, bắp này, con bắp này đẹp rồi, để xem tem, dã man không? Lacoste, Lacoste này cũng được mấy con đấy ạ, Gap. Lacoste này, Tommy, bắp này, bắp đẹp chưa? Con này của Boss, thua Boss. Hình như có cả một con Lacoste trắng hôm nay mở. Con này của gì đây? Khắc đến em. Đây Lacoste trắng này. Em là người trực tiếp mở mà nhớ Lacoste trắng này. Cổ tàu, bắp. Con bắp này đẹp chưa? Đây bắp. Đó. Đây là áo nhé, quần. Quần ngày mai lên thì nhiều lý vai lắm đây. Quần này em vừa mới lọc xong, có cả quần của Chôm này, Chôm hết này. Con này lý vai, nó là lý vai theo kiểu dạng 5.3 W32 là 32. Lý vai nhiều lắm, lý vai hôm nay phải mở được cả một đống. Lý vai 505. Lý vai tiếp rồi, đấy 501 này. Nói chung là cái hàng luxury này cứ từ từ mà lên anh ạ. Đây, 511. Lacoste của Âu này, về được 4-5 con. Nói chung là mở, trực tiếp mở thì cái hàng luxury thỉnh thoảng nó mới có đấy ạ. Gen. Con này cũng Levi chứ này. Đó. Đó, ngày mai chúng ta sẽ lên cái kiện này nhé.